Ngày hôm nay mình sẽ thử thách thức tới 5 giờ sáng cùng với Hello Team. Yeah. Làm thử thách đó chính là thức tới 5 giờ sáng cùng với những thành viên Hero Team. Nhưng mà bây giờ thức tới 5 giờ sáng thì phải làm gì bây giờ ta? Bây giờ mới có 8 giờ thôi, phải làm gì để cho hết ngày bây giờ mọi người? À bây giờ mọi người đây kiến đi. Không không. Mua đồ ăn. Mua đồ ăn đi anh. Bây giờ mình ăn gì sáng giờ? Mình ăn đi, mình ăn để sáng luôn. Làm sao vậy? Rồi, đang gì ta chụp đi để cho nó khỏe người. Rồi chơi game vui hơn. Chơi game vui hơn, cái gì đâu, chơi game đi. Ê, mà tính ra bây giờ thức tới 5 giờ sáng là chơi. Còn nhiều luôn á. Ê, tính là mình phải thức tới 8 tiếng lần đó. Thay vì giờ mình sẽ làm từng thứ đi, mình làm tất cả những gì mà mọi người đã nói luôn đi. Được luôn hả? Được luôn hả? Đúng vậy, bây giờ chúng ta sẽ làm, đó chính là bọn mình sẽ cùng nhau hát karaoke, let's go. Nằm đây quay video hay quá, không cho tao đi ngủ. Ủa, quay video gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hát karaoke nha mọi người. Let's go! Hát thôi! Nước lên bầu trời đêm, nhớ em vui muôn vì sao. Ôm mong người gió mạnh, tối hả? Em yêu em trong mơ, kết lên lời. Nào, bài tuổi gì? 5 giờ. Đêm mà. Nghe nhớ. Thế vậy có gì được á? Ngày nắng chưa trang vì đông đã sang. Người tình có vỡ tan này sẽ ngô ngang. Dù khoảng cách sâu xa vẫn cố với ra. Chỉ cần biết có em cuộc sống êm đềm. Tưởng chừng thế giới chỉ có còn mỗi anh và em. Vì sao trong anh tự như làn gió cho qua thế yeah. Từ đâu đến làm anh thổn thức qua bao đêm. Tạm lòng anh mơ về sau được sánh đó lời em yeah. Anh cần phải làm sao để anh có được em. Bản thân anh chẳng có gì, chỉ có lời yêu em thôi. Từ tình anh ngang đường dưới hàng cây và nước lên bầu trời đêm, nhờ em gửi muôn vì sao. Tìm anh thương em trong mơ. Đây người ta hát rồi, chờ nó hát nữa. Em thấy nắng chưa tan thì đóng đá son. Ok, và bây giờ mình sẽ cùng với những Henry Hero Team đi tập thể dục để có một cái sức khỏe cường tráng đi thôi. Let's go! Bây giờ mình sẽ tập cơ bụng nha. Đây, giới thiệu Phong, đây chính là cái món đồ để chúng ta có thể tập cơ bụng được nè. Cho điều đi cái nè, hai cái nè. Rồi cái nữa nè. Ba cái. Ủa trời, cứu tôi. Bốn cái nè. Rung 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 rung. Mười cái mà gục rồi. Mày dám thử không? Mày dám thử không? Yếu rồi. Ờ, mười cái là yếu nha. Không chịu cho em đau chân quá. Cái này là trong bụng. Dùng sao? Vậy hả? Ủa sao không lấy cái lót chân? Có chân đâu? Lót chân bên chân hả? Để sao vậy nhé? Thôi, cái không lót em lót làm gì? Đúng. Không, nhưng mà để xíu nữa chị em còn lót ba. Lấy đi chị em lót ba. Lấy đây. Lấy chị em. Ủa cái này là mình coi chân nha hả? Bốn. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Người đây, đây, đây. À! Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cắt mẹ sai làm ra để cho Sam chị thấy. Tí môi cũng thiệt nhá. Sam mình chỉ cần hơn 10 cái thôi là cũng kinh khủng rồi đó. Chưa hơn cay được rồi. Một. Ủa nó nhẹ nhàng quá ta. Dễ dàng. Đó. 11. Rồi thắng cay rồi, xong. Mình đi không thắng cay thôi. Rồi, 11 cái đi. Em một cái chắc là em làm. Đúng rồi, xin mình không biết dùng sức đâu. Đúng rồi. Mình cũng sức tay nhiều mà không có biết cách dùng sức. Một. Trời ơi sao. Thấy gồng rồi đó. Cứng gì luôn rồi á.
cố lên ship ơi. Ủa sao mới có 6 cái mà nhìn ship vô quả vậy? Cực lắm luôn á. Stop. Mà ship anh đá không? Cái gì giáp anh ơi? Nhớ môi giờ này tập thể dục ghê lắm đúng không? Ê mui là em phải cầm máy em quay rồi, ok. Để cho bạn nào đáng đẹp phải tập thì bạn đáng đẹp rồi mình tên. Để cứ tập qua chị nhớ nè, bao nhiêu? Sao? Cứ thử đi chị. Thử đi. So tài đi. Chị thì em nghĩ là mờ rồi. Ngon, thử đi, ngon, thử đi, ngon, thử đi, ngon, thử đi. Là chủ nhân cho cái này nha các bạn. Mui là chủ nhân nha. Trời má ơi, ai tập mà giật cái này ra luôn vậy? Ừ. Cái này vốn dĩ là ở đây cơ mà. Ai vậy? Ai vậy? Ai biết rồi. Sao nó ra làm ghê dữ vậy? Nó ra, nó bị dính ra ngoài kia vậy không? À. Ghê dữ vậy mấy má. Rồi. Một. Nhẹ nhàng quá. Hai. Ủa? Ba. Bốn. Bốn cái rồi. Năm. Ba. Sáu. Không sức đâu. Ủa vậy hả? Không sức mà. Không sức đâu thì sao em không cái đồ ăn chứ. Bao nhiêu dùng được nhẹ thôi. Ủa bao nhiêu ta? Quên mất tiêu luôn rồi. Bảy tám ta. Hôm nay có bạn nào đếm dùng tôi được không? Thôi cái này là đảm bảo là hơn rồi. Đảm bảo là hơn mất tiêu rồi. Mười. Mười một là thắng cái. Không phải tập nhiều nó vào, có vào đang có vào. Mười hai. Cái thua rồi cái ơi. Thôi thua chị ơi. Thắng rồi đó, 12 11 12 thắng cài đó. Rồi tại sao mình có 10 cái mình mới là không làm được vậy? Người sao vậy cái? Xin lỗi. Ok, và bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau ăn tối đó nào. Let's go. Yeah, trời ơi, sau những cái quay cái mọi mà được đi ăn mấy bạn ơi. Mình đã gọi là đặt gà về cho mọi người ăn và cái đơn này là mình đã bao mọi người đó. Đó, mọi người thấy không? Mình rồi. Em rủ mọi người gọi là sao ta thức khuya cùng với em mà nên là em phải bao mọi người chứ. Đấy, giới thiệu với mọi người. Bao thiệt không? Thiệt mà, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn gà. Bao cho nên là được đúng hộp rồi chị ơi. Không giỡn, giỡn. Giỡn, mình giỡn vui, mình giỡn nha bạn. Ok, mình đã đặt về đúng 5 miếng gà luôn. Okay. Thì tại vì có 5 người nên là mình đặt đúng 5 miếng gà vậy. Vô nè. Đó. Mỗi người một miếng, mỗi người một miếng nha. Đùng 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 đùng. Ăn tương gà ăn nha. Mình là mình chỉ có ăn, mình chỉ có ăn tương ớt thôi. Đúng rồi, tương ớt mày đến. Mượn cái nắp mưa cho tương gà vô đi. Chị ăn này rồi chị đừng ăn gà nữa nha. Đúng rồi, chị ăn tàu hũ gì đừng ăn gà nữa nha. Đúng rồi. Ủa? Cái này không của Phong. Có phải của em đâu mà em không cho chị ăn của em. À cái này của Phong. Cái này của Phong á mà. Ủa, được cái giờ tự nhiên cái mùi lên đây cái mùi được ăn hai bên luôn. Quá đã luôn. Ờ tính ra là mùi không. Mình đã chấp nhận thức đêm đến 5 giờ sáng để quay cùng với Kairon á. Thì đáng lẽ là Kairon phải đãi mình thêm nước nè, thêm gì ta tiền đi phố đi bộ, đi ăn uống cái kiểu hay lao rồi kiểu nữa nhờ. À không tại thấy hợp lý á, nó không thì nó hơi bị thiếu á. Đúng rồi. Mình không có tiền. Không có tiền à? Ừ. Tại không có tiền, xin lỗi nha. Ủa sao quay được video hay vậy? Tại làm quay... video bao nhiêu lâu rồi mà kêu không có tiền ấy. Tại phải làm video mới có tiền á, xin lỗi. Thôi bữa mới nghe cây mua ở nhà đâu 40 tỷ. Ủa đâu cây? Bậy đó, cái đó bậy đó. Không, cái đấy bậy, nó có khoảng 39 tỷ thôi, không là đúng 10. Tầm 39 tỷ hả? Thôi, em cứ đấy, làm tròn như vậy. Mua cây hay chị làm chút việc nha. Làm lố quá, ừ. Chịu ơi, chút việc nha cây nha. Hôm bữa đem xe mạc đi rửa cho. Chiếc Lambo cái gầm nắp quá cảm thích. Còn Bông thì nghe nói đâu mà mới mua xe đâu 200-300 tỷ đúng không? Không phải vậy. Xe nào 200 tỷ? Xe vàng á. Xe siêu chân cao hả? Ờ, xe mà chất vàng nữa. Có mà. Rồi, mình đừng có nói thêm, mình nói thêm mình nghe nó bịa lắm rồi. Ok, và bây giờ đó chính là 1 giờ sáng và bây giờ mình sẽ rủ những thành viên Hero Team vào để chơi tựa game đua xe nha. Rồi bây giờ bắt đầu thôi nào, let's go. Chơi mấy trận? Chơi 5 trận đi, ok. Trời hơi cay nha, 5 trận hơi bị cay nha. Không sao đâu, không sao, lần này á là mình với Phong sẽ Phong cố gắng phục thù hộ cho em. Phong ơi, cay ơi, vào đi hai con gà nhanh lên. Các bạn thấy không, các bạn thấy cái giọng của mấy người mà thắng được 1-2 trận á, người ta vậy các bạn. Xin lỗi, mình thắng được 4-5 trận thôi à, chứ đâu có thắng được nhiều đâu. Uầy, lần này mình thấy mọi người mặc đồ phong phú đó nha. Let's go. Ôi, là bị lắc nó rồi.
Yeah yeah, tới bột, tới bột, tới bột, tới bột gì vậy? Anh em mình anh em mình hòa bình cho cây, anh em mình hòa bình cho cây ơi. Ok 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 bạn ơi, ok cố gắng hòa bình. Cái ống nè. Dính em quá. Mình đến đâu có thể dính ô đi cây. Chị dính kệ chị chứ. Xin nhẹ cái tá bột. Lục. Ghê à. Rồi mẹ làm bị dính rồi, mẹ làm. Yeah, xin nhẹ cái tá bột nha. Rồi đi cây ơi, cái đẹp cây. Ây da, trời ơi ai quăng bóng mình vậy. Sorry. Xin nhẹ cái tá bột nha. Bạn tá bột, mình tá 2 Phong ơi. Hình như là Phong cần là có màu xanh đúng không? Đúng vậy, rồi sao nào? Rồi Phong cần ai dính đây? Ở màu đỏ là cây hả? Đúng rồi, là em đó chị, là em đó chị. Mình có thiên, mình có thiên. Mình với bạn đang song hành đó Phong, mình với bạn đang song hành, được. Ok ok, cãi người ta, cãi ta bạn ơi. Vô bạn ơi. Cam ui tóc cuối rồi, cam ui tóc cuối rồi. Trời ơi, bé ca đó, sao chị lên cùng nào? Trời ơi. Sammy trời ơi, tụi bay thấy mà Camui ở dưới top 5 mà giờ bà lên top 1 rồi ba. Ba cho ai tâm tôi lại, cảm ơn nha. Cảm ơn à, cảm ơn nè, em dừng lên liền nè, em dừng lên liền nè. Đi đây nha, tạm biệt nha, tôi đi trước. Stop right there. Sao mà tạm biệt được? Trời ơi, giật điện. Còn dùng cuối. Rồi một bé đi lên nào, bé màu hồng. Cảm ơn. Yeah, anh em mình lại top 1 và top 2 rồi Bông ơi. Yeah. Chắc chưa? Bắt chưa? Thằng bé ơi. Chưa có khiên à, kinh lắm. Lên. No, quên, rút khiên đi, không có tác dụng. Sammy nè. Cái gì? Nope. Có khiên à, kinh lắm. Có khiên. Dạ. Sammy, cho chị đi nhờ cho xem. No. Cái bài gì á? Ủa nhiều kiếm ta. Sao cây không sao cây không sao cây. Ủa? Ok. Chị em mình đâu rồi? Ở đằng sau nè. Thôi nó chỉ tranh nhau còn không đến 1 giây đâu. 4 top đầu tranh nhau không đến 1 giây. Mình top 2, nhưng mà thôi không sao. Mình top 2, Phong top 3. Còn Camui thì top 4 đúng không? Thôi bây giờ có skin vô nhìn mọi người xịn thật sự. Rồi ok, đến với dạng tiếp theo thôi, let's go. Ok, và đến với trận thứ 2 nha. Bây giờ mình sẽ phục thù cố gắng lấy cái top 1. Phần map này hả? Phục thù nè. Hết xui à, tùy à. Biết sao không, chẳng qua chỉ là lần đầu chơi. Đã chưa có. Nè, môi, xin nhẹ cái top 1 nè. Xin nhẹ cái top 1 nè. Trời ơi, bắn chơi trời xuống. Cày thế à. Yên tâm, mình giữ bà lại nè. Yên tâm đi cay, mình bắn bà nè. Bạn chắc chưa? Chắc chứ sao không chắc chị ơi. Hay, mình ghét với là cái bơm nổ luôn á, thề ghét với cái bơm nổ luôn. Phong hả, ok. Phong hả? Ui, hay vậy? Có khiên, hay. Có khiên. Có khiên hả? Xin nhẹ cái tá bột, woo, lên, yeah. Chắc chưa cài. Ui, cả vậy? Sim ơi, xin lỗi Sim nha Sim. Hay quá Hồng ơi, anh em mình tới một rồi, cố gắng giữ nào. Ơ, ai hút mình vậy? Chạy tôi. Chạy tôi nha. Vì ai dính tôi vậy vậy? Sao mà lại đẩy cây? Sammy đào nè. Đứng lại. Ai cho đi, hả? Không sao, đi trước đi. Trời khiên đi trời ơi. Nghĩ sao, mình có khiên. Trời ơi. Đúng rồi, tôi đi trước đi. Ok. May bảo đây nè. Chị yêu các bé, trời ơi, ba bé dính liền đã trời. Tớ một rồi, cố gắng giữ nè. Quan trọng là ai tớ một chị ơi. Có khiên. Bắn hộ. Ghê quá hả? Trời ơi, tức quá. Bắn hộ một cái, Sam ơi. Mui đang kéo bà Mui chậm lại. Cái ơi, chạy đi cái, mình kéo bà Mui chậm lại. Yeah, mình tập 1 rồi mấy người. Hay quá, cái ơi. Tức bây giờ.
điểm chở nhau hợp lý với đây. Hay quá bạn ơi, đúng là bà rồ. Điểm chở sao hay hay sim mà sao mà không thể thấy trong tóc rồi. Thấy trong tóc rồi em này, em áo tóc và áo trình rồi chị ơi. Rồi ok, tiếp. Ok, đến đi. Ôi cái map này khó nha. Map này lằng ngoằng lắm á, map này nhiều chướng ngại vật lắm á. Mình thấy là cái map này có vẻ căng à. Ok, let's go. Đi chậm chạp thôi mà, đi cho nhiều đúng không? Đi. Như nào? Trời ơi, làm biển xa xăm gì vậy? Mùi ơi, xích ra Mùi ơi, để em đi trước Mùi ơi, xích ra. Ca Mùi hả, ca Mùi? Nghĩ Phong làm biển, Ui rồi, Mùi có khiên à, mình bắn vào Mùi rồi. Giờ ai định làm gì tôi, tôi có khiên. Nhặt được khiên nữa, yeah. Cái gì cơ, ai định bắt tôi cơ? Xin phép Mùi em đi trước nha. Cây ơi, mình đem tấp 2, cây ơi, cố đi cây ơi. Hay quá bạn ơi. Cứ chạy đi cây, đằng sau mình điểm chợ. Mình gấp ai mình bắn rồi đó. No, rồi sao rồi. Cây thế à. Cây ơi, mình bị bắn. Ca Mùi đứng lại. Ây à. Sao mà đi được. Trời cái bóng nè. Cẩn thận. Oh my god, why. Yeah, tấp 1 người. Yeah. Chạy đi cây, cây cứ chạy đi cây. Có cái khiên. Còn rồi sao, final lap. Mình bắn bà Mùi cho yên tâm. Chạy đi bạn. Yeah, lại tiếp tục có khiên. Trời ơi chị em ơi, tôi đang đua với hai ông này mà ai cứ bắn tôi vậy. Ăn thêm quả bom nè Mùi ơi. Sim ơi, Sim có khiên. Á, chết rồi. Top 1 sao được Sim ơi, chạy đi coi. Top 1 sao được Sam ơi. Mình thả bẫy ra. Hay. Con xin lẹ cái tấm hồn. Xin chị có cái nữa là xin lẹ tấm hồn thôi, mình không tấm hồn đâu à. Ủa em hỗ trợ. Thôi em hỗ trợ bạn em vui rồi. Em chạy sau lưng đi hỗ trợ mà. Thôi đừng. Cái đồ không được tấm hồn. Lại tiếp tục là tấm hồn rồi. Yeah. Hi. Bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau tiếp tục ăn nha các bạn ơi. Và bữa này là được Phong Cận tài trợ. Mình ăn rồi, tắt đèn cái hôi. Bật đèn lên được không ạ? Ủa bật đèn lên hả? Nhưng mà ăn vậy chiêu mà. Vậy đi. Chiêu nào luôn á. Mình thấy ăn vậy nó có vẻ chiêu hơn á. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục ăn tối nha. Cái con cây ơi. Ê mọi người nghĩ sao khi mà chúng ta ăn á mà tắt đèn á, cái đèn này nó cứ chớp đèn, Để Phong. Bật đèn lên, bật lửa lên. Phong có đồ chơi. Phong sửa ấm lên, chỗ này lạnh quá. Rồi sáng nữa. Ủa bạn mới mở cái gì vậy? Mới gì vậy? Mình chỉnh cái này đừng chớp nữa. Đây, đây chính là bữa cơm mà Phong Cận đã mua về để ba bọn mình nè. Wow, nhiều đồ quá. Mình với lại Kairon mới vừa quay game với nhau các bạn. Bạn nhớ cái game bữa trước mình với Kai chơi game đánh nhau á. Thì Kai thua. Nhưng mà mình không có bắt Kai bao. Mình thấy Kai sim đói bụng nên mình quyết định bao ngược lại luôn. Nice. Hey, bây giờ là 3 giờ sáng rồi. Nhưng mà bởi vì không biết làm gì hết, cho nên là bọn mình tiếp tục là sẽ mua đồ ăn về để ăn nha. Nhưng mà ở đây các bạn có thể thấy được là bọn mình đang thiếu ca Mùi đúng không? Bởi vì là ca Mùi đã gục ngã trước rồi, nên là bây giờ chỉ còn có 4 bọn mình thôi. Hy vọng là bây giờ bọn mình có thể hoàn thành được thử thách đó, chính là thức tới 5 giờ sáng nha. Mấy bạn đừng có để ý mấy cái hành động của mình nha. Mình bị kiểu tăng động vậy để cho mình tỉnh ngủ á, chứ nếu không là mình sẽ rất là buồn ngủ luôn. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn tiếp thôi. Bây giờ cái góc này hơi béo, từ cái góc này nọng của mình. Bây giờ cái góc này lại tối quá, từ đó nhìn mình có vẻ villa hơn rồi đó. Bây giờ đó gần 4 giờ sáng rồi, và bây giờ á là mình sẽ làm một cái gì đó điên khùng một chút xíu, đó chính là đi ra ngoài đường vào lúc 4 giờ sáng. Các bạn đừng có bắt trước mình nha, nhưng mà tại mình không biết làm gì hết trơn đó. Và bây giờ Phong Cận và Sammy cũng đã gục luôn rồi, nên là bây giờ mình sẽ đi ra ngoài vào lúc 4 giờ sáng cùng với Sammy. Đi thôi. Và đây chính là văn phòng của Hero Media, của Hero Team. Vào lúc 4 giờ sáng và không có ai cả. Hello. Ok, bây giờ bọn mình sẽ đi ra ngoài thôi. Let's go. Và bây giờ bọn mình đang chính thức ở ngoài đường rồi mấy bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ đi siêu thị tiện lợi sau cuộc cây. Đi thôi. Đi thôi. Các bạn là không có ai cả. Ôi trời ơi, đường phố không có ai hết. Sợ quá à. Không có sao, có siêu thị nên là chắc sẽ bao giờ siêu.
Bây giờ là 4 giờ sáng rồi và bây giờ mình đang chở chiếc xe mình đang chở Simmy đi siêu thị tiện lợi các bạn ơi. Thực sự là mình cũng rất là ít khi nào mà đi ra đường vào buổi khuya như thế này luôn á. Ở đâu khuya gì, bây giờ là sáng mất tiêu luôn rồi. Đang đi ra đường mà mình mang cái dép vậy nè. Thôi kệ, hơi nhà quê xíu nhưng không sao đâu. Dép của Sim à? Dép này là mình lụm của Sim. Tới nơi rồi, tới nơi rồi và tới nơi rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ vào trong đây để đi mua đồ ăn nha. Thật ra là bây giờ mình cũng không có biết là nên mua gì nữa. Nói chung là bây giờ mình đang cảm giác mình rất là tào lao khi mà đi vào siêu thị tiện lợi lúc 4 giờ sáng. Nhưng mà bây giờ lỡ vào rồi nên là mình sẽ mua một chai nước suối đi nha. Ok, và sau khi mua một chai nước suối xong thì sau đó mình sẽ mua bánh và một chút xíu đồ ăn vặt nữa. Bây giờ mình đang định đi mua mì á, nhưng mà mình không biết là nên ăn mì gì. Các bạn nghĩ là mình nên đi ăn mì cay không? Hay là mì cay Sayam nhỉ? Mì cây Hàn Quốc này á rất là cay luôn á nha. Ok, mua luôn. Không biết ăn gì chờ luôn á. Mình thấy cái này có vẻ healthy nè. Salad cá hồi, mình sẽ mua cái này để cho nó healthy nha. Ok, và sau đó là mình sẽ tiếp tục mua thêm hai lon nước nữa. Các bạn có để ý là tại sao mình lại để điện thoại mình vô trong cái tủ lạnh được không? Là mình làm đó chứ ai nữa. Đi về thôi. Ok, và bây giờ đã là 4 giờ 45 phút rồi. Thì thực ra là cũng đã gần 5 giờ sáng rồi các bạn ạ. Mình cũng không tin được là mình lại làm cái thử thách vô chi này luôn á. Nhưng mà ok, mình nghĩ là thử thách tới đây cũng được rồi ha. Thật ra là bây giờ chỉ còn có một mình thôi à. Còn mọi người thì đi ngủ hết trơn luôn rồi á. Mà bây giờ mình cũng đang khá là buồn ngủ nữa, nên bây giờ mình sẽ đi ngủ đây. Đi ngủ đi mày, đi ngủ đi.